ta muốn hoa hồng ấy. Thằng kia nó phải sử dụng mùa hoa hồng. Gạo hay là mình lấy cắp nước. Được. Rosie. Dưỡng chất và làm sáng da. Mặt của mình sáng sẵn. Cái này. Ừ, có trà xanh với mấy hai cái. Hình như em có trà xanh rồi. Treo lên.